Xin chào tất cả anh em đam mê chung cảnh và đặc biệt là anh em đam mê chuỗi than nhé. Ở cái video lần trước thì mình đã chia sẻ cho anh em được cách tạo cho chuỗi than một cái AV nho nhỏ hoặc là tạo cho chúng một cái không gian nuôi, chuồng nuôi cực kỳ đơn giản và hiệu quả để chúng có thể sinh sản. Đến cái video lần này thì mình có một chút ít kinh nghiệm muốn chia sẻ cho anh em để anh em có thể biết được cách cho ăn, cho uống như thế nào và cách ghép cặp chuỗi than như thế nào cho hợp lý, chúng có thể sinh sản dễ dàng. Như anh em đã nhìn thấy thì con chuỗi mái của nhà mình thì đang tha rác và đang chuẩn bị sinh sản lứa thứ hai của mùa này. Đôi này của nhà mình thì đã ghép được 3 năm rồi. Đặc tính của chuỗi than là rất thích phơi nắng và tắm nha anh em nhé. Cho nên bố mình đã thiết kế cái chuồng ở vị trí nắng vào buổi sáng để chúng có thể phơi nắng. Để chọn cho mình một cặp chuỗi để nuôi sinh sản ấy, thì anh em nên chọn cho mình con chuỗi mái đã thuần rồi hoặc là chuỗi nuôi non lên có tố chất biết kích con chim đực. Hoặc là phải nó phải trên vụ lông 2 anh em nhé. Đặc biệt lưu tâm là phải trên vụ lông 2 thì anh em có thể nuôi sinh sản được. Đối với chim đực thì anh em nên chọn cho mình một con chim nó thuần người nhá. Và lông 2 đổ lên, có tố chất được thì tốt. Với việc anh em đã chọn lựa chim bố, chim mẹ khá kỹ càng thì đương nhiên con của chú cũng thừa hưởng được những tố chất giống chim bố, chim mẹ. Và anh em đã có một sản phẩm khá là chất lượng. Trước khi thả vào AV hoặc chúng nuôi ấy, thì anh em nên tách chúng ra thành hai lồng riêng biệt nhé. Hai lồng riêng biệt để chúng có thể làm quen nhau trước. Nhiều trường hợp anh em thả vào chuồng nuôi hoặc AV luôn, nó cũng có thể hợp. Nhưng mà đa phần chuỗi này đặc tính của chúng rất dữ. Cho nên là khả phần trăm mà chúng đánh nhau ấy thì rất là cao anh em nhé. Nên tốt nhất đầu tiên anh em nên tách ra để xem thái độ của chúng như nào, xong rồi chúng ta mới thả vào. Như anh em đã thấy thì mình đã phải đặt cái máy quay ở đây và đứng từ rất xa để có thể quay được chúng. Chuỗi mái của nhà mình thì đang trong quá trình tha rác và làm tổ. Cho nên là trong khoảng thời gian này thì nhà mình đã cung cấp một cái lượng thức ăn đủ và dư thừa để cho chúng có thể sinh sản một cách tuyệt đối nhé. Theo kinh nghiệm quan sát và theo dõi thì chuỗi nhà mình thường sinh sản vào đầu tháng 3. Trong cái khoảng thời gian trước đó rơi vào khoảng đầu tháng 2 cho đến giữa tháng 2 thì nhà mình đã cung cấp một lượng thức ăn khá lớn như là dế hoặc xô quy để có thể cung cấp cho chúng sinh sản. Lúc đó thì chuỗi mái cũng sẽ được cần tích một lượng mỡ hoặc là một lượng dinh dưỡng khá nhiều trong cơ thể. Cho nên là như vậy thì chúng có thể đẻ được một cách rất là dễ dàng. Trong cái khoảng thời gian mà chim chuẩn bị sinh sản hoặc đang sinh sản thì nhà mình cho ăn mỗi ngày từ 3 đến 5 con dế. Anh em có thể bồi thêm sâu quy hoặc là sâu canxi hoặc là giảm đất cũng được nha anh em nhé. Nhưng mà anh em cần hạn chế ăn sâu quy nhé. Vì sâu quy nó nóng, nó rực, khiến con trống có thể căng và có thể đánh con mái. Về phần cám cho ăn thì 100% nhà mình sử dụng bằng cám trứng nha anh em nhé. Cám trứng kể cả chim sinh sản luôn. Mình không khuyến khích anh em phải sử dụng cám này nhé. Anh em có những loại cám tốt hơn, chất lượng hơn thì có thể sử dụng. Vì nhà mình đã sử dụng cám này khá lâu rồi mà sử dụng cảm thấy chúng khá là khỏe mạnh và ổn định, cho nên nhà mình vẫn tiếp tục sử dụng cái cám này. Cái túi cám trứng này nhà mình đi mua chỉ khoảng 7.000 một túi thôi mà cảm thấy dùng khá là yên tâm, ổn định và hiệu quả. Và cái video lần này thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em được cách ghép cặp cũng như là cách cho ăn như thế nào để cho chim có thể sinh sản một cách rất là hiệu quả và đơn giản. Và cuối cùng thì mình cũng chúc tất cả anh em nuôi chim sinh sản thành công và cho ra những sản phẩm mà anh em cảm thấy ưng ý nhất nhá. Xin chào anh em.